Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thầy đệ tới rồi kìa. Thầy đệ tới. Ôi chết rồi bay ơi, chết rồi. Lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết. Hồi nãy tao thấy cái râu ổng quặp xuống trời ơi. Chết rồi bay ơi, tao cũng chết luôn. Hoàng ơi. Bay đâu rồi? Bẩm quan à. Bẩm quan à. Mấy ông còn hơi quá. Lóng rài sao thấy yên ổn, không có ai kiện cáo gì ráo trọi thầy đề. Dạ, độ rài dân quận làm ăn yên ổn quá nên không có ai thưa kiện đáo trọi vậy. Không ai thưa kiện gì hết. Dạ. Vậy nha lại làm sao sống? Hả? Nha lại phải làm sao chứ? Không lẽ ngồi không vậy hả? Bỗng lộc có mấy đồng bạc. Thầy đây. Dạ. Thầy phải ngầm sức cho Hương Hào, Lý Dịch nó xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau. Không có thì không xong với tôi đâu. Dạ dạ dạ. Dạ 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 bẩm quan à, mới có một vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến đây à. Có vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến? Dạ, vụ thưa chứa chấp đồ gian à. Vậy nội vụ có thằng nào có máu mặt không? Dạ, có tên Trùng Sò. Nghe ra nhà hắn khá giả lắm. Nó đứng nguyên đơn. Đứng nguyên đơn mà khá giả. Dạ. Vậy thì bây giờ mình phải xoay cho nó thành bị cáo. Nắm là phải nắm thằng có tóc, chứ ai nắm thằng trọc đầu. Dạ đúng. Trọc đầu có tóc đầu nắm. Quan dạy thật là chí lý. Ông dư hơi quá ha. Nè thầy đề. Dạ. Nội vụ ra sao thầy nói cho tôi nghe coi. Dạ, tên Trùm Sò kiện thị Hến về tội qua trữ đồ trộm của nhà nó. Có thằng Lý Trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thị Hến à. Bắt được quả tang tại nhà thị Hến. Có Lý Trưởng Hà làm chứng. Dạ. Thằng này nó làm chứng chi ngu vậy. Thôi được rồi. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, tôi thừa sức để xử cái vụ này. Luật pháp mình nắm ở trong tay, mình xoay chuyển cách nào không được. Thầy cứ yên chí ngồi đó coi tôi ra tay. Cho Lệ Cửu gọi tụi nó vô đây. Dạ, việc đến tai quan thì còn phải nói nè. Lệ Cửu. Dạ. Cho đòi nguyên đơn và nhân chứng vào hầu. Dạ, vâng ạ. Sao tôi nóng ruột quá mày? Tôi vậy, ông nóng chết đây nè. Trời sao lâu quá. Ý, ra tới, ra tới, ra tới. Thầy Lý. Yeah. Ông Trầm hả? Dạ, yeah. biết mình. Dạ, dạ, chào anh
Dạ anh cũ. Dạ anh cũ. Cửu cửu cửu. Cửu. Nè, hai ông muốn vô hả? Dạ đúng rồi. Tụi tôi có vụ kiện muốn tới để hầu quan. Tiếp nhà anh giúp. Thôi chết rồi, xui cho hai ông rồi. Bữa nay quan bận lắm, không thể nào mà xử kiện được đâu, thôi đi về đi. Thôi chết rồi, chết rồi. Trời ơi, thôi chết rồi. Làm sao bây giờ? Nè. Dạ. Tôi trong đứng ra ngoài nhìn thấy hai ông, thấy tội nghiệp quá. Tôi mới khẩn khoản, tôi năn nỉ quan, bởi vì quan mới đồng ý chịu tiếp với ông đó. Đạo quá. Quý quá, dạ cảm ơn anh cũ gì. Sao mà quan thương anh quá vậy? Bởi vì tôi là lính quan trọng của quan mà. Quan trọng. Nè mấy ông biết không? Dạ. Mỗi lần quần áo của quan dơ ra. Một tay tôi giặt. Đứng giặt đồ mà. Anh cửu ơi, tụi tôi lặn lội đường cá xa xôi tới đây có gì giờ anh giúp đỡ giùm, tụi tôi quên đơn anh đâu. Biết điều thì cái này mới là có thay lý, còn ông trầm đâu. Vậy là cái đó trùng cho tôi quá gian. Trời ơi vụ này cũng quá gian đó hả? Vậy thôi anh lo giùm. Nhớ nha ông, nhớ là xong rồi tính liền với tôi nha. Dạ bẩm quan, bọn họ tới rồi. Dạ bẩm quan, con là Lý Trưởng Hà ở làng Cồn Hến. Dạ xin có chút lễ di thiền dâng lên quan, xin quan thương là mà nhận cho. Trưởng Cồn Hến thì vô lễ thật. Dám bưng lễ vật lên quan thế này sao? Dạ. Tuổi này á, ngày càng dễ lươi ra mặt. Đây là lần đầu nha, quan niệm tình tha cho. Lần sau á, đừng có trách tại sao quan ác. Dạ. Lễ vật có gì trong? Dạ thưa quan, dạ có trà rượu mắm muối vậy. Dạ. Nó quậy quá, nó lại. Dạ, trà rượu bánh mứt à. Có vậy thôi ha. Dạ còn nữa. Dạ bên cạnh đó còn có cái gối dung dung nè. Vô lễ. Đây là nha môn nơi cầm cân nẻ mực, cấm nhặt lễ việc quan hối lộ. Dạ. Chứ không phải nơi nhận cái gói dung dung. Dạ. Đây cũng là lần đầu tâm niệm tình tha thứ. Dạ cảm ơn quan. Lần sau nhiều hơn chứ. Dạ. Lễ bác. Dạ bẩm quan. Bưng mâm lễ vật dễ bển cho bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ bẩm quan à. Ông đi đâu? Dạ em đem về cho bà. Ông càng ăn ông càng lú là sao? Bao tử nở ra mà cái ốc ông nó teo lại là sao? Dạy bao nhiêu lần rồi, ông đi đường này cho người ta thấy hàng chi vậy? Đây đâu phải mới làm lần đầu. Đi vô đường này. Dạ. Bồng con theo chi vậy? Dạ đâu có đâu quan. Dạ không có. Dạ đâu có con cái gì đâu quan. Chứ ai khóc mà? Dạ em. Trời ơi khóc thấy bắt ớn không? Dạ. Ông bồng gì á? Dạ đâu có. Cái này có đồ quan. Cái đồ tan vật đó quan. Chết rồi quan. Trùm sò đấy ha. Dạ. Nghe nói trộm nó mới tới viên nhà đấy ha. Dạ. Nghe đồn giàu lắm ha. Dạ. Dạ đâu có quan. Thằng quan cái thằng nặng đông mồm đông miệng nó nói chứ con nghèo lắm quan. Cái quan tin quan hỏi thầy Lý coi phải thầy Lý. Dạ đúng rồi quan. Dạ. Thầy Lý rành quá ha. Dạ. Ông nhìn đi, ông nhìn liếc ngang sơ tới.
Ông nghèo mà ông mặc đồ gấm, còn ông mà mặc the ha. Dạ con bộ bà quan ơi. Nhà ông mà nghèo quá thì trộm nó đâu có tới giết. Trời ơi quan ơi, nó lâu ngày nó buồn nó tới nó thăm cũng đâu có biết đâu quan. Ông cũng dẻo mồm dẻo miệng lắm á. Dạ đâu có đâu quan. Ta mới nghe qua nội vụ nhưng chưa rõ ngay gian. Chờ chút đi, coi thử ông còn dẻo được không. Dạ. Thầy đê. Dạ. Cho đòi thì hết. Dạ. Lệ cửu. Dạ. Cho đòi thì hết. Dạ. Cho đòi thì hết. Chào Quang à. Em xin chào Thầy Đề. Thầy Đề. Sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Bà đâu? Bà đây. Bà đứng lộn xộn. Qua đây đứng. Hên. Qua đây bà khai để nghe rõ hơn. Hên. Đứng qua bên này khai, Quang nghe rõ hơn. Dạ. Này thì hết. Dạ. Ôi trời ơi, em có nhận lời khai. Trong đơn này có thiệt đúng hay không? Lý trưởng xã Đại Giang nó chứng rằng trùm sò bị mất trộm, mà tên trộm ấy là một thằng đuôi. Nó đã trốn mất khi hôm, lại còn phóng hỏa đốt điếm canh, mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Bẩm quan, bây giờ em mới biết được chuyện mất trộm ở nhà ông trùm. Em chỉ thấy họ ập đến cửa hàng em, vô quan đồ em mua là đồ ăn trộm. Rồi họ hùng hổ muốn bắt em, nếu em hà tiện chẳng chịu lo tiền. Như vậy là Lý trưởng Hà này muốn kiếm chuyện. Bao du phụ nữ đã đẹp lấy hiền, chắc không khỏi vô tù. Đã mất chức lại còn bị đóng gầu. Quang ơi, trời ơi, Quang cứ kêu con lắm Quang ơi. Quang ơi, thì hết đúng là một tai hoa trữ đồ gian, kiếm bốn đồng lãi với cái bọn ăn trộm, buôn bán để mà kiếm lời. Dạ, trùm sò bắt trộm, đồ trùm sò kiếm được cái nhà y thị đó Quang, con không có dám nói láo đâu Quang ơi. Quang ơi à. Vui quá ông cười phải không? Dạ, dạ đâu có, con vừa khóc vừa cười hại thứ luôn. Quang xét lại giùm Quang. Này trùm sò. Dạ. Mày có nhận cái đồ mất trộm đó là của mày không? Dạ đúng là của con à. Đồ mất trộm tan chứng còn để trên bàn của thầy Lê á, thầy đây. Dạ bẩm quan, đồ mất trộm mà nằm ở trong nhà thị hến, tức là y thị có hoa trữ đồ gian thiệt đó quan ạ. Đúng, thầy đề nói đúng. Dạ. Nhưng mà nó phải có nguyên nhân chứ. Phải có nguyên nhân chứ. Không lẽ khi không nghe phụ nữ đẹp vậy đi qua trữ đồ gian sao? Dạ, dạ. Đúng, đàn bà con gái đẹp đâu không biết ăn trộm. Dạ, không có đâu Quang ơi. Đàn bà con gái nó ăn trộm còn bảo hơn. Dạ. Hở cái nó chết, hở cái nó chọc còn ăn. Dạ. Này, thì hết. Dạ. Giờ Quang hỏi, cứ tự nhiên mà khai. Có quan che chở. Trời ơi chết rồi. Mấy này không ăn thua gì hết trơn. Trời. Khai đi em. Dạ bẩm quan. Từ lúc giữa đường gãi gân. Gãi bao lâu rồi? Dạ 2 năm
đề ghi vô 2 năm. Mà thôi khỏi ghi, tôi nhớ được rồi. Con lo thủ tiết đêm nay, thân cô đơn phải tìm cách sanh nhai, kiếm lời ức thật nhờ mua đi bán lại. Trời ơi, buôn bán chắc cực quá đi. Cửa hàng nhỏ cũng là nghề thương mại, nghề hiền lương nào có ai hại chi ai. Trời ơi, khai kiểu này chắc tới chiều, nói nhanh đi cho rồi. Nhanh nhanh đi, nhanh đi. Dạ, thầy chủ ốc dắt một bào đưa tới, rằng túng tiền muốn bán bất đồ nhà. Nghe nói rằng có vẻ thật là tôi mua hết tiền nông sòng phẳng. Bỗng trùm lý pháp sư ba mạng, nhớ cốt đồng ồ ập vào nhà, bảo rằng đồ mất trộm tối qua. Tôi qua chữ chia lời cùng đạo tại nhà. Đúng là nó vua quan, nhưng mà rồi sao nữa? Nói đi em, tiếp đi. Rồi thầy Lý mới trợn trừng trợn trạc, đòi bắt em giải lên quan nếu em không tạ lễ cho. Số tiền lớn lúc bán buôn ế ẩm, em đào đâu ra một thân quá bùa phòng không. Thầy Lý liền nổi giông gió đùng đùng, nếu không có giải lên quan lập tức à. Em năn nỉ thế nào cũng không được, nhờ quan trên mình xét cho em nhờ. Dạ bẩm quan, sự thật là tao biết bay quá mà, thấy tiền là muốn tát rồi à, ức hiếp con dân. Ăn không được là bày trò lên đây chứ gì. Ăn được mấy ông nuốt rồi, tôi ngồi trên đây riết không có ăn, ống nhôm ống nhách đây nè. Xin quan ra để cho bay bán bay ăn chứ chi, phải không? Dạ không dám. Bán không được cái bài trò giải nạt, dĩ nhất suy chi. Trước này mày qua mặt bao nhiêu lần rồi? Dạ đâu có. Nè cửu, nè Lý trưởng cùng hết đến 30 heo. Dạ khoan khoan, trời ơi tội con quá. Quan ơi, xin quan lớn đèn cày gia công đèn trời soi xét. Con thở này chưa có biết làm tiền, mới lần đầu manh lơi chưa quen làm, lúc chụp bị người ta thấy tay. Mới nhất thư lại quan con trót dài, nhờ ơn trên mở rộng lượng biển thời. Tội của mày cũng đáng đánh để răng đời, nhưng mà nghĩ lại cũng là tay chân bộ hạ. Dạ cảm ơn quan. Về nộp phạt 50 quan tiền già, hay nằm ngay xuống cho lẽ cũ nó đánh 30 heo. Dạ quan ơi, dạ con xin đỡ phạt quan ơi. Dạ. Chết rồi. Còn bên. Dạ. Ở lại nha. Chết trời 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 ơi, ông về. Chết cho tôi cũng quá gian, tôi về. Thôi thôi thôi, nước tôi này tôi không có dám cho ai quá gian đâu. Thôi cho tôi về, tôi theo ông, chờ tôi. Dạ bẩm quan con về. Dạ cứu thầy nè. Dạ chào quan, về. Ai cho ông về? Dạ đây là nha môn chứ đâu phải cái chợ, muốn vô vô muốn ra ra. Dạ đâu có đâu anh. Ông ỷ thế cường hào ức hiếp gái quá mà. Dạ dạ đâu có đâu anh. Dạ bẩm quan, đêm 24 em bị mất trộm, sáng 25 em tìm được đồ anh trộm ở nhà thị hết. Nếu quan không tin, quan hỏi y thị thì sẽ rõ. Hả? Trước mặt quan mà mày còn bày trò vừa ăn cướp vừa la làng hả mày? Dạ đâu có đâu quan. Nè dạ. Tao nói cho mày nghe, mày không ép buộc được người ta làm vợ mấy mày rồi mày vu oan cho người ta hả mày? Dạ không có đâu quan, con đâu có ép buộc y thị làm vợ bé đâu quan. Thôi mày, nhìn cái bản mặt mày là tao biết ham mê vợ bé rồi. Dạ em có. Cái hàm râu mày kìa, nó sụi xuống là tao đã biết mày ham mê rồi, còn cái gì nữa. Dạ đúng có đâu thầy, ai ham mê vợ bé hàm râu nó chánh ngược lên như là thầy.
phải nhìn trước nhìn sau. Ông nói râu ai một ngược. Dạ, con xin lỗi quá. Tuy là thị hến thẩm khai, nhưng xét qua tình thế là tao biết mày muốn ỷ tiền ham mê vợ bé là mày. Dạ tao có đúng không? Dạ bẩm quan. Chết con rồi. Chúng nó thật là hào đoản, tội vu oan luật nước khó tha, xin quan hãy kết tội nặng nề, làm gương cho kẻ dạo mà còn ham mê vợ bé. Dạ bẩm quan, dạ thưa thầy đàn, thật tình con chẳng phải vu oan, cũng không có muốn ép Bi Thị làm vợ bé. Ở đời em chỉ biết ham tiền như gạo. Thật tình quả thị vu oan cho em tan vật còn để nguyên cái trên bàn đó mà. Lẽ bác. Dạ. Đem tan vật về bển cho bà mày niêm vô tội. Dạ đồ của em mà quan, đồ của em mà. Thằng trùm sò vô lễ. Dạ. Trước cửa quan mà mày dám dựng đồ của quan. Dạ đâu có đồ quan, đồ của em mà. Nói cho mày nghe nè. Dạ. Đồ của mày á, khi nào nó nằm ở nhà mày kìa. Cái từ đó trời. Còn nó bước tới nhà quan, nó là đồ của quan. Dạ. Để cứu. Dạ. Đè trùm sò quanh ba tư theo. Dạ. Nhắc ghê nghiêm trang kính cẩn mời có hết nồi. Vỏ sò cứng quá ha. Đâu mà ngươi đánh liền có chọt chà. Sao mày muốn chọt sao mày? Chọt nó nhột chịu không có nổi. À nhột quá không. Nè. Cái biết điều không hả? Thôi. Hồi nãy đó. Thôi. Mau lên. Thôi. Không thôi phải không? Dạ, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Mô! Dạ đau quá. Ê, dạ. Mày làm gì vậy? Dạ. Hả? Ủa dạ, đau. Đau cái gì? Tôi đánh rồi đau. Con chưa đánh hả? Ờ. Vậy mà tụi tôi đánh rồi mừng. Mày về tao biết đâu đánh mày nè. Mày sao? Thôi mà. Không được phải không? Thôi. Thôi phải không? Trời, chết nè. Đánh đi. Trời. Mở cái chết của nè. Có chưa? Điều bà quên đi. Thôi mà. Thôi hả? Thôi mà. Thôi mà. Chứ chi mà đánh, đánh hoài vậy trời. Nè. Ơi nè bay... Dạ chị gì? Ô, dạ tay đề đẹp quá. Dạ tay đề đẹp. Nằm xuống đi. Không lòi ha. Dạ lòi cái gì trời ơi, con nghèo. Trời mày chết này, làm chết. Quang ơi. Hả? Nó chết rồi. Tiễn dòng nó 30 cây nữa nè. Dạ Quang ơi, con chưa chết Quang ơi. Dạ trời quá tao cố Quang ơi. Tao tưởng mày hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ cũng sắp rồi Quang ơi. Nó bầm dập hết rồi. Đáng lý ra là hồn sò đã lìa khỏi xác, nhưng nghĩ nếu chết đi rồi thì
Nhà cửa không ai coi, giường tược không ai chăm sóc. Còn gì nữa mày? Dạ, dạ tiền góp không ai thông. Vậy thì để tao. Nên bỗng nghe tiếng quát nạt của quan, hồn sò bừng trở lại. Trở lại chi vậy mày, không đi luôn đây? Vì thương xác sò phải bầm dập chỉ hơn 30 ngọn rồi ác nghiệt mà chẳng chút thương tâm. Thương mày rồi ai thương tao? Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũng như trái dừa gang chín rục nứt da ở đâu hồn. Trời ơi, đổ tát bé còn gì đâu ăn. Trời ơi, vậy mà chẳng chút thương tâm, nỡ đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta hốt đổ bên. Đừng làm hết hồn mày. Thôi ông đừng nói nữa mà chi để tôi lượm mà nấu chè. Kìa, nấu chè dưa gan ăn chắc ngon dữ. Thiệt, người ta nói không sai mà. Khi thương trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét thì trái bồ hò nó cũng méo. Phải chi sò tôi có cặp mày bén ngót như dao, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười xinh với làn môi mỏng thâm. Thì mong sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đôi hoài thương ai. Nín mày, trời ơi mày đem càng lá vô đây mày thổi sáng sớm tao mần mệt chứ mày. Khỏi nói vòng vo, mày đem 500 quan tới nộp phạt, bằng không một quánh nữa. Trời ơi quan ơi, 500 là nhiều quá, làm sao có kham nổi quan. 500 mà nhầm nhò gì mày, chỉ bằng rụng một cọng lông chân của chú mày thôi mà. Trời ơi sao không biết? Trời ơi, tôi đứt từng đoạn ruột chứ phải chơi sao ông? Bộ ông có tưởng có tiền là dễ lắm sao? Phải đổ mồ hôi xót con mắt dắt chài ra nước bồn cho đại trâu ăn mắm hút dồi. Có chính quan tôi kiếm thêm một quan cho chẳng chục chứ nào có bốc hốt của ai đâu. Nhờ mấy chú tá điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không nại cực khổ ăn uống qua loa, mà tiền công thì thật nhẹ. Nhờ bác 12 cho giai tôi nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới tích tiểu thành đa. Tạo nhà tạo đất vì tiền tôi không ăn giấc, mỗi đêm nghe tiếng chó thật là đã bấn loạn cái tâm thần này rồi. Mày ghét không? Mày ghét không? Dạ quán ơi, quán tha giùm con đi quán. Nó năn nỉ mà nó cũng loài thêm được mấy chữ nó mới vừa lòng. Dạ quán ơi, con rộng lượng rồi quán. Rộng lượng gì ăn bòn chứ rộng lượng dạ, gì ăn không có đâu quán. Nè. Dạ. Thấy than thở á, quan cũng thương tình. Dạ. Ha. Một lần này á, quan tính làm vậy. Dạ. 100 quan thay vì phạt giam. Dạ. 300 quan thay vì phạt đòn. Chỉ chi là 400 quan về lấy tiền nộp phạt mày. Bớt cho con đi chút đỉnh đi quan. Bớt cái gì? 400 quan là nhẹ cho chú mày rồi. Dạ. Không mau lại tạ phụ mẫu chi dân mà còn kêu ca cái gì. Dạ nữa. Dạ em lại quan bớt cho em đi quan. Dạ đi em lại. Ông lại xong chưa? Dạ rồi, mệt quá. Chờ chút nghe. Dạ. Để tôi hỏi thần thánh coi chứ chóng mặt chưa, chứ tôi chóng mặt rồi à. Dạ trời ơi quan ơi. Thầy đây. Dạ. Ghi thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi quan ơi, quan ơi, lại ghét gì mà quan ơi, lại thấy ghét. Trời ơi quan ơi. Bốn
50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi, lại gì mà thấy ghét nữa trời. Vị chi là 450 quan. Trời ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi, cách làm mà bớt con chức đỉnh Hoàng ơi. Chứ không tôi làm tiền tôi cũng kham nổi Hoàng. Nghèo quá mà Hoàng già. Nên ông mà năn nỉ câu nữa tôi ghi vô 50 quan về tội năn nỉ. Vậy 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 vậy. Lại ba đứa dẹp lấy tiền bạc Hoàng ơi. Trời ơi, như vậy là tiêu rồi, đồ đã mất còn thêm bị đồ. Thôi, về lấy tiền nào phạt đi cha. Nói lái trái tôi kia thêm 10 phần. Dạ thôi, trời ơi, như vậy là cũng lầm than bại. Trời. Ông Dư hơi quá, ông thổi hoài á. Dạ. Gì vậy? Dạ dạ mất tôi quốc rồi, trời ơi. Tôi quốc ông để đâu mà mất? Ông được cái nước múa không? Có nhiều đó cũng không biết giấu là sao? Này thị hết. Này thầy đề. Dạ. Việc công khai của thị hết thầy khỏi cần ghi vào di bằng. Dạ. Để tôi nhớ mà xử được rồi. Dạ dạ. Trong tang hầu cho thầy đề về nghỉ sớm một bữa. Ủa sao hôm nay cho về sớm dữ vậy Hoàng? Nghỉ sớm cũng ý kiến nữa. Bữa nay tôi phải đi công chuyện ở làng Hạ. Dạ. Cho thầy về nghỉ sớm một bữa. Dạ. Trống tan hầu. Dạ bẩm quan em về ạ. Ừ, thầy về. Hến, để về nha. Hẹn ngày gặp lại. Ủa, có ngày gặp lại nữa hả? Bay sao chưa về? Dạ, bẩm quan, con về. Nè, nghe tao dặn. Nếu về tới nhà, dạ, bà mà có hỏi á, nói là bữa nay quan bận đi khám điền thổ ở làng Hạ, nên về trễ về muộn, cơm nước khỏi chờ. Dạ. Đang phải quay. Này hơn em. Dạ. Việc của em tuy chưa tỏ rõ, nhưng Quang Anh sẽ thấy em cô đơn quá. Quan cũng thương tình. Từ nay á, em nâng nuôi tới hầu. Anh Quan thì không có ai dám hăm dọa em nữa đâu. Dạ, em rất đội ơn Quan lớn. Em một thân một mình quanh hiu sớm tối. Rủi ro tai bay quả gửi đỡ nâng không biết cậy nhờ ai. Cũng may có quan thương tình. Trời ơi, dài chút nữa hụt hơi luôn. Hết lòng chở che cái quân ỷ tiền. Quang nói cho em nghe, đặng em yên tâm.
cũng không qua được quyền hành của quan. Em lo đêm hôm rồi có kẻ nó biết rằng em có lẽ quan ơi. Đã có anh sẵn sàng phải không? Luôn ở kề bên em mà ra tay. Quang ơi thương quá. Và đêm nay Quang sẽ đi di hành, xét từ đầu trên xóm mà dưới. Mà vậy nghe hết. Sẵn trên đầy Quang tới xét nhà của em luôn. Con ơi kìa, Quang nói đùa. Bộ Quang nghi nhà em có qua chữ đồ da hay sao mà Quang xét con ở Quang? Bậy nè, phải xét chứ. Phải xét để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng nó có nói á, thì Quang thẳng thắn trả lời rằng đích thân Quang tới nhà em xét. Em không thiếu chỗ nào hết. Thấy Quang tính kỹ không? Nhất cử lưỡng tiện. Thôi em không chịu đâu. Gì mà không chịu nè? Thôi em không chịu. Đưa tay cái coi. Không. Đưa cái tay cái coi nè. Thôi em sợ lắm. Sợ cái gì? Ở đây có Quang với em sợ cái gì? Em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ bà. Cả cái huyện này sợ Quang, không lẽ Quang đi sợ bà sao? Trời ơi, búp măng ngồi giết vừa độc. Cái bàn tay này nghe, hồi nãy có đứa nào trói cột gì em không ha? Không có. Quan tưởng nó mà trói cột em ha, mà làm bầm làm dập một món nào là tụi nó chết cha tụi nó cho Quan ha. Kỳ quá. Quan đã nói rồi, lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết, đừng có thấy Quan. Thầy đề đó. Dạ. Hồi nãy thấy thầy về rồi sao giờ còn quay lại á thầy đề? Dạ con tưởng Quang về rồi nên con trở lại kiếm cuốn sách bị bỏ quên. Sách đâu? Dạ đây ạ. Vô tình hay cố ý? Dạ Quang muốn nghĩ sao nghĩ. Dễ tính quá ha. Dạ. Muốn cho nhiều cho vậy ha. Dạ. Này thầy đề à. Dạ. Việc cung khai của thị hến á, tôi điều tra nó cũng gần rõ ràng rồi. Dạ dạ dạ. Giờ tôi về à. Dạ. Quang về rồi á, nhớ về liền nha. Ở đây không có an toàn đâu. Thằng này nó không có được đàng hoàng. Dạ. Nó không phải như Quang đâu. Dạ. Ha, nó không có biết bảo vệ phụ nữ. Nhớ nghe. Dạ. Ừ. Xin rước Quang về à. Ừ. Tôi về thầy đề. Dạ. Dạ. Nói bước theo tôi nha. Dạ 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 Quang. Quang về đó. Thến. Dạ. Được việc rồi. Nhớ Quang quên đề rồi hả? Em đâu có quên ai đâu. Ai làm ơn cho em á thì em đều tạc dạ ghi lòng. Có ghi không vậy? Dạ ghi. Hồi nãy tôi nghe Hến mời Quang đến nhà sơ rượu. Em đâu có mời ai đâu. Tại Quang nói Quang tới nhà em thôi, chứ em đâu có mời đâu. Quang nói tối nay Quang đến nhà. Ừ. Không có dám đi đâu. Ở nhà có con sư tử dữ lắm. Chẳng Quang ở nhà không có dám đi đâu. Chỉ có mình đề là rảnh thôi à. Vậy thì tối nay đề đến với Hến được cùng chăn nhà.
Thôi, em sợ thầy chê nhà em nghèo mà không tới đấy chứ bộ. Không có. Khoái nhà nghèo lắm. Tôi chỉ sợ hến chê tôi không bằng quan thôi á. Dạ đâu có đâu. Vậy thì á, em mời thầy tới nhà em à. Ừ, tới liền, tối nay tôi tới. Vậy em về nha. Ừ, hến về. Bẩm bà, trống tan hầu rồi sao không thấy ông nhà tôi về vậy á thầy đề? Dạ bẩm bà, nghe nói có con mẹ hên nào đến hầu quan trông cũng sạch mắt lắm, cho nên cả thầy lẫn trò đều chết mê chết mệt phải không? Dạ bẩm bà, dạ không phải con mà chỉ có ông nhà. Cái gì? Thầy nói cái gì? Dạ chỉ có ông già thôi ạ. À, chỉ có ông già hả? Ông già tôi ra làm sao? Thầy phải nói cho đàng hoàng. Nếu không á là thầy chưa. Dạ để con nói. Mà con nói rủi ông già biết được thì chắc chết con qua bà ơi. Tội nghiệp thầy đề thì thôi. Thầy đừng có lo. Tất cả tôi lo hết. Vợ con của thầy tôi lo luôn. Cả thầy tôi cũng lo luôn. Thầy biết không, nếu mà tôi không nói cho ông nhà tôi biết á thì làm sao ông nhà tôi biết được mà rằng thầy. Thầy yên tâm, thầy cứ nói cho tôi nghe. Dạ vậy con yên tâm con nói ha bà. Dạ ông quan huyện nói tối nay quan huyện đến nhà con mẹ hết. Trời ơi, tới nhà cái con mẹ hết. Dạ ông huyện quá lắm rồi. Dạ. Dám khinh thường tôi, con mẹ hết cũng dám xem thường tôi. Rồi đây tôi sẽ cạo đầu. Đàn bà con gái ra giữa đường đứng chờ thằng nào đó. Hay ghen ngược. Tôi muốn hỏi ông, vậy chứ đêm hôm tăm tối vậy chứ ông đi đâu vậy? Ông biển
việc làng việc nước, mưa gió lũ lụt cũng phải đi chứ đừng có nói chị đem hôm tăm tối. Tôi muốn hỏi ông đi đâu? Giờ này nói cho tôi nghe coi. Bà làm gì dữ vậy? Làm sao? Tôi đi khám điện thờ. Khám điện thờ hả? À? Chứ không phải khám ở nhà cái con mẹ hết. À, tôi không làm mà. Tôi làm không nói làm gì làm gì khổ không mà. Gặp bà dưới hai bà nhập. Tôi không giết tôi mà chẳng ăn. Hai bà giúp nhau. Dạ biết. Em biết rồi quá. Tôi làm mà. Ông có trả lời cho tôi biết không ơi. Không là tôi chờ chạy. Tôi bà không quên. Ông không chịu nói là tôi chờ chạy. Tôi chờ lại. Sao lạnh quá vậy trời. Bà mẹ mày. Mày làm quá tao chi vậy mày. Mày biết rồi lạnh không? Dạ con đưa quạt cho bà bớt. Nóng rồi mày. Mày đi ra sao? Đi ra sao? Đi theo ổng đi. Dạ. Đi. Đá mày bây giờ. Quang cho đỡ chảy mỡ cũng ra. Qua bên đây. Dạ. Hay quá mang người. Tự nhiên qua bệnh quạt. Tôi bà còn nuốt cho đừng nói vậy ông. Làm gì bà khóc? Tôi nói rồi việc quan là khẩn cấp là cơ mật. Việc quan à? Tôi biết ông lắm mà. Ông ấy thì lúc nào cũng diệt quan cũng khẩn cấp. Cho nên trong tang hầu rồi mà tôi không thấy ông về. Ông bỏ mẹ con tôi nhịn đói. Đợi ông đến cơm lành canh muối. Úi da trời ơi. Ông Quyển ơi là ông Quyển à. Ông có mắc dịch mắc gió gì á thì ông cũng phải sai người về cho mẹ con tôi biết để tôi khỏi phải lo âu hồi hộp ngồi đứng không yên cứ thấp thỏm ra vào. Ai biểu ngồi chi? Ông kiếm chỗ ăn no rồi để cho mẹ con tôi bụng nói như cào. Thì mẹ con bạn trước đi chờ tôi chi? Ăn làm sao được mà ăn. Mấy chục năm nay phủ tùy phủ sướng. Chén cơm manh áo tôi lo cho ông trọn đảo tề giá. Ông nhớ lại đi, cái ngày ông còn là một hàng sĩ lây la. Với vai áo giá như đuôi dài ông hả rộng. Mẹ chi vậy biết. Ông lê lết khắp đầu làng cuối tầng. Giờ hổn vương phiếu màu sống qua ngày. Tôi đâu có chối đâu. Hồi đó tôi là học trò nghèo nhưng hiếu học. Mà tôi đẹp trai nhất xứ nữa bà. Ông đẹp trai nhất xứ phải không? Còn tôi nè, tôi là một tiểu thơ sống trong dinh thự. Tôi nhìn thấy ông xác xơ nên tôi không thể cầm lòng. Ông Quyền ơi, tôi thương ông nên tôi mới chọn ông làm đứa công chồng. Tôi lọt mũi khắp cửa quan, tôi đốt lót nhiều của quý. Tôi chịu cực quỳ mũi khồm lững năn nỉ để không được ngồi cao áo lụa không là. Ngày nay ông được ấm no và nhờ vinh hiển với mọi người. Ông lại muốn thử nếm má hồng giá trắng. Ông muốn ăn gạo cội mẫn quên tình tấm măng. Thì tôi cho ông lết bằng mo ông bò bằng mung để ông phùi hết thứ rồng về. Bà này lạ chứ. Việc làng việc nước bà lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi à. Hả? Ông nói cho kỳ đà. Bữa nay ông dám cho tôi là kỳ đà. Trời ơi. Chồng tôi nó nói cho kỳ đà. Kỳ đà. Mãi chồng tôi là kỳ đà đấy nè. Bà này lạ chứ. Lạ hả? Lạ hả?
Nhục chưa? Nhục sao? Quá giỡn. Hả? Không thấy lạnh. Hả? Không thấy lạnh nó quạt. Dạ không. Nhục con quạt không bây giờ đó. Đánh mày! Mày đi hả? Quánh rồi. Quánh rồi, tôi quánh cho con coi. Con bà nữa. Sao? Bà sao? Vừa phải thôi chứ. Vừa phải hả? Như thấy được là lấn tới à? Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Buông tay. Buông tay. Nổi điên rồi nghe. Tụi mày thấy không? Cũng phải có lúc đàn ông á phải biết cái thế mạnh của mình. Được nghe chưa? Bắt trước tao nè. Thôi để tôi tự xử. Nè 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 Minh. Nè Minh. Lạnh. Lạnh không mày? Dạo đâu? Nghiếm cũng không đưa đâu. Chết cũng giữ cái này à. Đẹp quá. Khám đi. Ông khám điện thoại ông đi. Đi khám từ mai tới mốt chị ông muốn đi đâu ông đi đi. Tôi không cần biết. Đẹp quá. Xin. Quá rồi. Lạnh. Để tao mặc quần á. Nè mình. Mình rớt á. Mình rớt tôi lượm lại. Ghét. Cái mặt khó ưa. Thôi nha ông. Còn ông nữa. Sung quá hả? Quạt quay. Không thấy tại thế cho mà còn quạt. Lạnh người chết là quạt. Đi quan. Đi đâu? Đi khám điện thổ. Vậy khám ai? Đi về. Anh cũ. Về. Đứng đây hồi thấy dễ sợ quá. Bộ ghê lắm hả? Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đi về. Dạ. Dạ. Về. Chúc quan thưởng lộ bình an. Thì ghét không? Nó còn dám gõ cắm và đặng cho người ta cả làng cả xã ra cái coi mà. Đâu có gì đâu ghê. Cái gì? Dạ. Thờ mà ghê kìa. Nhìn như con thằng lằn. Bà nghe, bà làm nhục tôi nghe. Được rồi, bà mà về tới nhà được là bà giỏi á. Chị đang còn khó lỡ, thương lỡ nhà Nguyễn ơi. Đừng uống nhắc cái sống ma quá ông Nguyễn ơi. Ông Nguyễn ơi, đạo Nguyễn à. Tình nghĩa vợ chồng mình rồi vậy chứ làm sao tôi bỏ hết được. Mới nhắc là tấm điện. Ông ta lỗi cho tôi cho Nguyễn ơi. Được rồi. Bà sẽ tôi biết tại tôi. Trời ơi, chắc không ma quá. Ông Nguyễn ơi, tôi sợ ma quá, Nguyễn ơi. Trời đất ơi, ma. Ma. Trời ơi, chết tôi rồi, Nguyễn ơi. Bà là vậy thôi. Bà sợ ma là ở trong làng này đâu có ai sợ bằng bà. Làm vợ chồng với bà tôi hiểu bà quá mà. Thấy chưa? Đã thắng rồi. Cho bà hết cái tập đi theo tôi ban đêm. Giờ này tôi tự đi mình ơn. Nhìn con hến đi rồi nhìn bà đi. Nhìn con hến. Trời ơi tôi muốn chết mà nhìn bà là tôi muốn ói rồi. Bởi vậy quyết định là phải đi cho bằng được mà. Lát nữa ma nó hù bà không chết tôi con bà đó. Ăn quang.
Quang, 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 Quang hả? Tao cho mày mấy cây nữa. Quang, 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 Quang thiệt. Trời ơi, Quang, Quang, Quang. Thôi đừng có thổi kèn. Trời ơi, Quang ơi. Chưa chết ông thổi hoài vậy. Để em đỡ Quang đứng dậy quá. Trời ơi, Quang. Trời ơi, ông đập rồi có nhiêu xương nó lòi hết ra luôn rồi đó. Quang, Quang có sao không Quang? Sao trăng gì? Quang ơi, Quang đi đâu mà Quang ăn mặc cái gì kỳ cục chứ Quang? Khám điền, điền thổ. Trời ơi Quang ơi, khám điền thổ. Khám điền thổ Quang cũng mặc đồ cho nó đàng hoàng chút chứ mà Quang mặc cái gì mà sao Quang? Nói mình không biết nha. Dạ. Ông đừng nói người ta biết nha. Dạ. Đi khám điền thổ ăn mặc kiểu này mình mới theo sát được dân tình. Trời hiểu không? Ơi Quang ơi. Đó, tôi mới cải trang như vậy để tôi đi để cho người ta khỏi biết. Con công nhận Quang cải trang khéo thiệt á. Ờ phải vậy không? Mắt con tin như vậy con nhận không ra thì ai mà nhận ra. Bởi vì con tập mấy chục hèo rồi mới nhận ra Quang đó Quang. Mà Quang ơi con nói Quang nghe nha. Quang ăn mặc như vậy á, dạo này chó làng mình nó đói lắm á. Tôi gặp Quang không chừng nó sơi Quang đó Quang à. Không có, nó quen mùi hết rồi. Quang đi tới đâu nó mừng không à. Vậy hả Quang? Ủa Quang ơi, mà Quang ăn mặc gì Quang không thấy lạnh sao Quang? Không có đâu, quen rồi, vì khí hậu rồi đó. Làng này là ở mấy chục năm nay rồi, giờ nó quen rồi. Quang ơi, thấy gì nó không lạnh rồi, còn thiếu quạt rồi đang nóng. Quang ơi, Quang phải giữ gìn thân ngọc lá vàng của Quang nghe Quang. Ấy Quang lấy cái áo của em Quang mặc đỡ đi Quang. Cái này được. Dạ. À, không không. Sao vậy Quang? Đường cải trang lấy áo mặc cái gì? Sao vậy Quang? Không có sao hết. Tại muốn cải trang muốn vậy mà. Trời ơi, thể diện gì nữa Quang? Mặc đại vô đi mà. Trời ơi. Này nể ông lắm mới mặc nha. Dạ, cảm ơn. Không thích đâu à. Nè, ấy Quang mặc vô đi Quang. Ờ, không có thích đâu. Dạ. Bị không có lạnh nhiêu hết trơn á. Dạ. Rồi. Trời ơi, thì ra Quang với con cũng cùng cỡ rồi Quang. Ông Trùm. Dạ. Sao người coi bộ khá giả ngoài gấm xong trong cẩn sà cừ hết trơn ha. Dạ Quang ơi, cái này bên trong đâu ai thấy đâu Quang. Quan trọng là cái này nè Quang. Nhưng mà nhớ đi làm gì làm trả lại cho em sau này nha Quang. Yên tâm ai lấy của ông chị. Dạ. Quang cần con gà giúp Quang không Quang? À, gà gà giùm đi. Dạ. Cái này cho nó đồng bộ phải không? Không, đâu có cần. Thôi vậy là quá rồi, vậy là nể lắm rồi. Được rồi Quang, Quang đội lên nha cho nó ấm đầu để Quang bị sổ mũi nha Quang ơi. Rồi, đẹp quá Quang. Vậy ơi. Có bộ được hơn ha. Dạ. Dạ. Ông á, đừng có nói cho ai biết là gặp Quang nha. Dạ. Bị việc làm việc nướng tôi muốn bí mật. Dạ. Vậy ở đó nha. Thôi dạ. Đi nha. Dạ. Quang đi mạnh giỏi vậy Quang. Quang. Hồi sáng á, ông sai người đánh tôi mấy chục hèo. Bây giờ tôi đập lại cho ông ẹo xương sống luôn nó mới đã. Trời ơi, chắc cũng vụ gì đây. Người ta nói mà, cá ăn kiến thì có ngày kiến nó cũng ăn cá à. Ông nhớ nha ông. Tối tôi đi về. Tối nay chắc ngủ ngon lắm mà. Tôi đi tìm ông Nguyễn nhà tôi. Còn cô Đề với cô Lý đi đâu mà đêm hôm tăm tối vậy nè? Hả? Bà ơi, có chuyện gì? Bà Lý nói cho tôi nghe coi cái chuyện gì. Ông chuyện Lý gì? Nhà tôi. Ông Lý của bà sao? Hả? Ông Lý từ sáng đi. Ông không chịu về. À. Ông à. Tôi đi kiếm ông. À ơi, thôi nên để tôi xử cho. Như vậy là thầy Lý nói với bà là đi họp hành chiều sáng tới giờ mà bây giờ ông về. Bà mới đi tìm phải không? Rồi bà đứng đây đi chút xíu rồi tôi xử cho. Còn bà Đề, sao? Có chuyện gì đâu bà nói cho tôi nghe coi.
Tôi không hiểu bà. Ừ, sao? Bố ông đầy bức hiếp bà hay sao vậy? Có chuyện gì đâu bà nói cho tôi nghe rồi tôi xử cho. Dạ biết rồi. Có chuyện gì nói cho tôi nghe thôi. Trời ơi. Cha mày lọt, mẹ em lọt, cha mày lọt, mẹ em lọt, cha mày lọt, mẹ em lọt. Dạ đó coi bà lọt hay quá em mà kiếm chỗ bà lọt hay quá em. Con xin lỗi bà nhưng bà nguyện tại vì con bị liễu bà ơi. Hỏi mà ai mà la nạt lớn cho con lọt ha. Trời đất ơi hay quá em. Bây giờ bà kể cho tôi nghe cái chuyện gì ai bức hiếp bà mà đêm hôm tâm tối giờ bà đi vậy để con xử cho coi. À, không có ai bức hiếp tôi hết trơn. Sao? Nhưng mà ông đầy nhà tôi bà sao, đi. Sao 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 sao? Ông đi từ sáng cho tới bây giờ tôi không biết ông đi đâu nữa. Không có thấy mặt mà vậy trơ trọi, không biết ông có bị cái gì không. Cho nên tôi mới đi kiếm bà ông. Rồi tôi biết rồi thôi nên. Sao bà biết hả? Biết rồi. Hai cô có biết là ông Lý với ông Đề tới nhà ai không? Tới nhà cái cô mẹ Hên. Biết chưa? Biết rồi. Tôi biết. Biết tôi rồi. Tới nhà của mẹ Hên tôi biết. Nên. Hay quá em. Bây giờ hai cô nghe lời tôi. Đi theo tôi. Dạ thưa. Tới nhà cô mẹ Hên tôi đi trước. Dạ. Đúng không bà? Được không? Được không? Tối quá bà. Đừng đi bà. Sao vậy bà? Không đi bà. Sao bà không đi? Sao bà không đi? Sao bà không đi? Tôi biết không? Ông sao vậy? Sao vậy? Cái gì? Từ đây mà tới nhà cái con hến đó. Chính giữa đó. Nó có cây da. Trời ơi, hai bà đừng có la. La là tôi sợ. Sao được? Còn nữa. Còn cái gì? Cái mí luôn. Trời ơi, trời ơi, la của mẹ mí mà ơi. Đừng có la. Đừng có la. Đừng có sợ. Bây giờ, trời ơi, nhắm mắt chơi vui. Bây giờ hai bà sợ phải không? Sợ. Ghen không sợ ma. Ghen không sợ ma. Hai bà xè hai bàn tay ra đi. Nhắm mắt lại, xè hai bàn tay ra. Đặt ấn ngón giữa, đặt ấn mắt ấn vô. Nhắm mắt lại, nhắm mắt đừng có mở mắt ra. Nhắm mắt lại. Đọc một câu thần chú như thế này nè. An mani bắt rỉ hồng. Nói. An mani bắt rỉ hồng. 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 Công nhận nghe hai câu của bà Quyện tự nhiên các em thấy em tự tin ghê vậy. Em không có sợ nữa. Em mở mắt ra hả bà. An mani. Trời ơi. Bà Quyện bà Lý ơi sao bỏ tôi vậy trời ơi. An mani bắt con ngựa hồng. Ủa không giống. An mani bắt con ngựa bà. Ủa cũng không giống nữa. Trời ơi bắt cái con gì đây trời. An mani bắt con bà Quyện. Bắt con bà Quyện. Bắt con bà Quyện. Làm gì mà coi bộ thích thú quá vậy? Hôm nay em sắp dọn như vậy cho nó đẹp, chị đãi khách. Chị thấy có đủ chưa? Hay thêm gì không? Em làm cái gì mà hai ba mâm coi nó tùm lum quá hả? Thu dọn lại một mâm thôi. Chị à, dọn gọn cho mình đó thì không có gọn cho họ đâu. Rồi em tính làm sao? Tính làm sao hả? Cách của chị có tới hai loại lận. Loại gì nói nghe coi. Ý thì quan lớn cũng lại quan bé. Rồi em tính đãi như sao đây? Đó, chị thấy đó. Mâm này là bánh đúc đãi quan quyền. Đúc thứ gì quan cũng không có hề kiêng. Dù bùi ngọt đắng cay quan cũng ngoảm liền. Ớt hiểm mẹ chua quan cũng nuốt. Nuốt luôn tiền bạc với tình duyên. Cửa tiền cửa hậu có thường xuyên. Đưa tay nhận lấy không chê một thứ nào. Còn mâm này hả? Để
để đại lão bốc sương mù. Bánh ít trừng nhưng đậu hỗn mù u, ăn vô một miếng hơi xong lên tới đầu. Gậy của lão em đem đi giấu, cho lão ta sờ soạn kiếm hụt hơi. Em chọc chó sủa cho lão sợ chơi, lão cũng muốn chạy phải xé mày mới thấy đường. Trời ơi, em thiệt là nghịch ngợm hết chỗ nói luôn vậy đó. Tới biểu nè. Dạ. Công việc của em xong rồi, bây giờ tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra ngoài này, ở dưới bếp thôi nha. Dạ em biết rồi. Chị đã sắp đặt rồi, cho thầy đề mê gái Nguyễn Trìa Bơm Sơm và Lý Trưởng Hà chạm trán với nhau, cho bỏ cái tập toàn tèm gái quá. Chị á, làm cái gì á mặc kệ chị, biết chưa? Em không có được cười, không có được ló mặt ra, có nghe không? Nhưng mà chị cho em đứng trong buồn đó, nhìn ra có được không? Được, nhưng mà chị cấm em cười thành tiếng đó nghe. Dạ chị yên trí đi, em không có cười đâu. Đó, chưa nói đã cười rồi, thiệt là con nhỏ này. Hến ơi, Hến à. Ý ý chị ơi, mở có cái nhà không chị? Em đi vô đi, vô đi được chị. Mở Hến à. Hến là ai đó? Hà đấy, Lý Trưởng Hà đi. Hà đó hả? Đợi em chút em mở cửa cho. Mời vào. Nè, sao lâu quá thầy không có tới thăm em vậy? Trời ơi, chẳng có bao nhiêu lần rồi. Đừng bây giờ mà kêu bằng thầy cái chân á, kêu bằng anh cho nó thân mặt chứ. Chừng nào thầy cạo rong bếp á, em mới gọi thầy bằng anh. Cạo rồi nè. Cạo sao còn vậy? Anh không có cạo tên nhưng mà cạo ở dưới. Cạo, cạo rồi nè. Còn ở đây nữa là cạo luôn đi. Không được, anh mà cạo râu á thầy bói nói cái đường thăng quan tiến chức của anh nó bị trắc trở. Thầy đến nè. Chiếc trời lại đẹp quá. Anh với em hai đứa câu hòa hiệp cùng nhau, mong ước câu nghĩa tình cho trước sau vuông tròn. Anh được gần bên em mà khỏi mang tiếng thị phi. Nhưng sao em vẫn thấy trong lòng còn ngại e, bởi em nghe nói rằng thôi sao? Có nên câu vợ chồng cho những người trẻ trung lại có hàm râu dê? Không phải vậy đâu. Trời ơi, đừng cứ nghe người ta nói như vậy mà hên. Đây nè, bữa nay em tới đây là để đi đâu đi ngoài vậy nè chứ. Nó ôm gái rồi. Ai vậy? Ai đó? Đề. Đề đó hả? Đợi chút em mở cửa cho. Trời ơi, gì mở cửa? Trời ơi, giết anh hả? Ông thầy này vô bỗng thấy anh này hả? Là ông tông trăng anh chết. Nhà có cửa sau không? Nhà em không có cửa sau. Chứ làm về sao vậy? Anh chung dưới này đi. Cái gì? Chung dưới này đi. Chung dưới này hả? Ừ. Trời ơi, nhục chết đâu có em ơi. Không có sao đâu. Thầy đề tới á, bàn vào nhật chùm sò. Một chút xíu cái thầy đề về liền à. Còn anh ở lại với em cho tới sáng được không? Hả? Tới sáng nè? Ừ. Chung liền. Đây nè, chưa vô đi. Phạt phạt. Thôi đi. Nhớ nha, để tới sáng nha. Dạ. Em mời đề nhà.
Làm như nãy giờ tôi nghe có tiếng xì xào trong đây phải không? Ủa? Dạ đâu có đâu. Tại vì em sửa soạn để đói thì đề đó mà. Vậy hả? Em mời thì đề em ngồi. Thì đề ơi. Thì đề chiếu cố tới nhà em. Em cảm ơn thì đề. Em mời thì đề dùng trà nha em. Anh ơi, hôm nay hết đẹp quá, hôm nay hết thơm quá, hết dễ duyên quá. Chỉ là cách rót trà thôi cũng làm cho khách đa tình muốn nín thở vậy. Kỳ quá à. Thoăn thoắt gót sen lững lờ cánh bướm. Trời ơi, chắc tổng đã như chờ chỗ này quá. Thì đề. Thì đề mỉa mai em thôi. Chứ gái quá mà như em đó. Đẹp với hai. Em chỉ mong á, các bậc cha mẹ đó thương em yên ổn che chở để cho em làm ăn thôi. Thương, thương lắm hết rồi thương. Gì vậy? Dạ, con chó nhà em. Chắc con chó này nó muốn chết rồi nó mới đụng tới hến. Thương lắm hến ơi. Từ nay mọi việc làm ăn của em là đều có anh lo hết. Em khỏi có cần lo. Anh là cánh tay mặt của quan mà. Mỗi lần mà quan xử tới đâu là quan đều hỏi ý kiến của anh hết. Nên... từ nay chuyện làm ăn của em hả dễ dàng lắm. Thì đề. Thì đề rành luật pháp như vậy đó. Thì đề cho em hỏi một câu có được không hả thì đề? Được 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 chứ, hỏi đi. Thì đề, đối với các nhà chức việc mà phạm lỗi đó thì luật pháp nó xử ra làm sao hả thì đề? Các nhà chức việc phải làm gương cho dân chúng. Lỡ mà phạm lỗi á thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử cho công bình vậy thôi. Thầy đề. Thầy đề ơi, cho em hỏi thêm một câu nữa được không thầy đề? Hỏi nữa hả? Hỏi đi. Còn nếu các nhà chức việc mà phạm lỗi nửa đêm chung vô nhà gái quá thì luật pháp xử ra làm sao hả thầy đề? Chà, cái tội này nặng lắm hến ơi. Lỡ ra mà chọc ghẹo gái ở ngoài đường á thì xử phạt rồi cách chức cũng được. Mà còn cái vụ mà ghẹo gái quá mà nửa đêm còn lại chung vô nhà người ta thì làm sao hả thì đề? Thì nặng lắm hến ơi. Nặng là sao hả thì đề? Chắc xử tử quá à. Dạ thì đề. Gì vậy? Con chó nhà em nó sủa. Trời ơi nó có cắn rồi mẹ. Người lớn nói chuyện. Ra đây an toàn hơn. Thì đề. Luật pháp công minh quá hả thì đề? Đối với những người chức việc phạm lỗi xử như vậy đó cho hết ỷ quyền hại hiếp dân. Chết quá. Hết thôi. Có nhà không hết đâu. Dạ. Thằng nào nghe giọng quen dữ vậy? Ai vậy? Quen đây, quyện đây. Trời ơi sao mà bà Nguyễn để ổng đi lung tung vậy? Trời ơi, có ổng nào trốn không? Ổng mà gặp anh ở đây là chết anh rồi. Trời ơi, có chỗ nào trốn không em? Có chỗ nào? Dạ. Quá rồi. Đợi em chút. Thôi, trời ơi, nhục lắm, không có chung vô đó đâu. Có chỗ nào khác không? Đi đi. Quang Nguyễn tới bàn, về về chung sổ chút xíu là quang về liền. Còn thầy ở lại với em cả một đêm dài đó thầy. Có cả đêm dài nữa hả? Chơi luôn. Đi đề. Chơi luôn.
Nhanh nhanh đi hớn ơi. Dạ. Trời ơi ngọt quá hớn ơi, chịu không nổi. Đêm cát, đêm dài nè. Đêm dài hả, chơi luôn. Hớn à. Khuya đó, cả
cảm xương bệnh chết là bị tướng như con thằng làng á, đâu có cảm được gió. Quang à, em hỏi một câu nữa thôi, một câu nữa thôi. Thôi nhanh nhanh đi. Ừ, em hỏi Quang nghe nè. Nửa đêm nửa hôm chung vô nhà gái quá đó thì luật pháp có xử tử không vậy hở Quang? Nếu mà hương chức hội tề mà nửa đêm nửa hôm chui vô nhà gái quá thì cũng tùy. Nếu mà nặng á thì cách chức nó. Còn nếu mà xử mà tình cảm chút nữa đó thì quánh cho vài chục hèo rồi phạt vài trăm quan đấy cho nó về chứ có gì đâu xử tử. Công bằng, công bằng, bác sĩ là công bằng. Nếu không như ai hẹp hồi như là cái bầu kia. Ông ở đâu chui ra? Dạ, từ lòng đất chui lên. Ai ở trong này? Dạ, dạ đời đây Quang ơi. Ông đi đâu ạ? Dạ bắt chước Quang đi khám điền thổ. Dạ. Ra vậy. Dạ. Ông được chức quyền với tôi không? Ông bắt chước tôi. Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Bắt chước mà không lựa chỗ. Hai ông biểu ơi. Dạ. Ngày mai đó nghe, hai ông phải về nha môn cho tôi. Dạ. Tôi là vì công vì việc, còn hai ông á là vì gái. Dạ. Chức việc là không có được vì gái, hiểu chưa? Dạ, biết. Mời lên gặp tôi. Dạ. Lại dạ. Tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình sâu sao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như là khói.
tình hoa bao như một giấc chim bao. Ố tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng dù. Ôi trời ơi, hết hồn rồi. Từ lúc mua chỗ mua tới bây giờ không biết giật mình bao nhiêu lần, mà không biết con này có gì đâu đẹp mà ghệ mình nó thích. Mà thấy em thích thì mình chịu thôi. Alo. À Tuna hả? À, anh là Octopus đây. À, cái gì? Xe em bị cái gì? Đứt dây xích beo hả? Hết hồn, tưởng đứt dây chằng chứ. À, được rồi, tới đi, anh chờ em mà, chờ cả đời còn được mà. Vậy đi nha. Trời ơi, khu hồn thiệt. Ủa mà kỳ ta, xích beo mà cỡ này thì bất quá nó giãn thôi, gì mà cắn đứt dữ vậy? Cái này chắc không phải tuna đâu mà là cá mập đó. Không được. Đẹp trai đẹp trai, đẹp trai con bà hai. Yeah, sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết. Trời sinh con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. Anh đâu có bỏ tiền cua gái, gái bỏ tiền ra để cua anh. Anh đâu có cần chạy xe xịn, anh đâu có cần chạy xe nhanh. Một cú phone biết bao người chở, gái phóng xe đến không kịp thở. Mọi thứ đều có ở trong tay, ai biểu mình quá là đẹp trai. Chú! Trời ơi! Hết hồn mày! Trời ơi! Thăm mấy giờ rồi chú? Thời buổi bây giờ ai cũng xài phone hết. Sao mày không lấy ra mà coi? Sao chú biết con không có phone? Con có phone mà con không muốn coi, con sợ nó hết pin. Mày sợ hết pin mà tao không sợ hả? Chú già cả lớn tuổi cần nhiều pin làm gì? Đâu có ai nói chuyện với chú đâu. Sao biết không ai nói, muốn nói chuyện với tao? Chú dòm đi. 1.500 con người ngồi vòng vòng trong, cái công viên này có ai thèm nói chuyện với chú đâu. Toàn là dòm chú không mà. Nhiều lắm là người ta nói chuyện với nhau thôi. Con là con thương chú, con tội nghiệp chú, con mới hỏi chú một câu. Một câu phải không? Dắp. Hỏi lệ ra mày. Mấy giờ rồi chú? 8 giờ. 8 giờ sáng hay 8 giờ tối chú? Câu thứ hai rồi nha. Tại chú, chú trả lời mà không có tâm gì hết trơn à. Nói 8 giờ mình phải nói 8 giờ sáng hay 8 giờ tối để người ta biết, người ta định hình, chú hiểu không? Chứ giờ nói vậy trả lời vậy ai biết đâu không? Trả lời mà không có tâm. Ê, mày nhìn kỹ vô mặt tao nè. Ôi trời ơi, lỡ chân lông bự chà bá luôn chú. Có một mụn nữa, để con nặng chó đấy. Thôi dẹp đi. Không thiệt. Mày thấy rõ rồi phải không? Dạ. Vậy là mày biết buổi sáng hay buổi tối rồi. Tại sao, tại sao trên cuộc đời này có những cái con người mà ăn ít mà nói nhiều như con, còn có những con người, người ta ăn quá nhiều, bự cho mập thay bự thù lâu, ngồi một đống như bị bệnh tự kỷ vậy. Biến đi mày. Người chứ phải thần tiên đâu kêu biến. Đi đi thằng quỷ. Quỷ nào mà đẹp trai như con. Đẹp trai, đẹp trai mới có ghệ thương. Ngó qua bên này có người kết. Ngó qua bên kia có em kia kết. Vừa già vừa xấu ngồi một chỗ không có ai mê hết. Oh yeah, oh yeah. Mới sáng mà công viên thả thú ra sớm mà. Trời ơi, ai đây? Trời ơi, phải là Bạch Tuộc không? Đây là cá tuna nè. Ồ, đây Octopus. Ừ. Bạch Tuộc của lòng em nè. Trời ơi, nhìn là muốn tuột. À, khoan chờ chút nha. Khỏi coi hình. Hình ở trong điện thoại với lại hình mà gửi đi rồi gì đó, nó photo dữ lắm. Ồ, không, ý anh nói là em đẹp hơn trong hình. Ừ, vậy hả? Ôi, chết quá. Nè. Dạ.
đi đường xa có mệt không? Mệt dễ sợ luôn. Uống cái gì nha? Uống cái gì cũng được. Bông cúc, la hán quả. Thôi không uống mấy cái đó đâu. Sao nó uống gì cũng được? Nói theo phong trào vậy thôi hà. Nói nghe nè, em coi phim ngôn tình nhiều quá, không có nên mà ngồi mà uống những cái thứ nước đó. Mình gặp nhau mình phải uống cái gì cho nó sốc, cho nó bốc. Uống cái gì nè? Rượu mạnh. Nhìn em chiều cao hơi thiếu mà được cái là gọi là yếu tố bất ngờ. Hay quá. Em nhiều thứ bất ngờ lắm. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Ủa, em có đem ly tao uống không? Thời buổi này ai uống ly y như vậy, nóc. Cá tính quá. Ừ. Đã quá. Đáng lý coi trong phim á, con có để hai cái nến nữa. Có đem theo không? Không dám đem. Sao vậy? À, hai đứa mình có tuổi ghim hai cái nến là tưởng phúng viếng. Hai bà ơi, bà ơi, nó không có lãng mạn, nó chuyển qua nó lãng nhắc. Anh thấy lãng xẹt đó. Thì bởi vậy, hiểu nhau rồi đó. Ghét quá. Em làm vậy làm sao? Đánh yêu đó. Oh. Đánh cưng ta. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, quánh muốn xúc đầu ngày luôn trời. Anh lỡ tay. Quánh nè, tập lại nè. Hello, hai người đang fall in love. Lại là mày nữa. Tại sao mày nhây quá vậy? Hả? Trời đất ơi, thiếu gì chỗ trong công viên mà không mà đi chơi, mà lỡ cho mày kiếm chuyện với tao hoài vậy? Em coi nè, cái thằng này đó, đầu tóc thì quái gở, ăn mặc thì quái dị. Nó là nhìn cái anh biết là cái nhà gọi là có mẹ sanh mà không có cha dạy. Nó gọi là cái phường mất dạy đó, hiểu không? Sao mày lì như trâu vậy mày? Hả? Ông có thấy con trâu nào mà biết cầm súng không? Chú lỡ lời. Chú, ý chú nói là con đẹp như thiên thần vậy đó. Thần nào mà cái mặt ác như tôi? Thần chết. Ông muốn chết lắm phải không? À, không có. Ông muốn chết thôi, bên đây đẹp chưa muốn chết. Ôi, lạnh mấy con ơi. Bữa nay chú đi chú không có mặt tả. Làm gì liên quan đến cái tả? Lạnh cái đó ướt quần nè. Ở đây công viên, ngồi chút nó khô. Con à, chú bị bệnh tim, con cũng đừng có chĩa súng vô mặt chú sợ chú đứng tim chú chết đó. Vậy thì đỡ tốn viên đạn. À đúng rồi, chú còn có bệnh kinh niên nữa, bệnh trĩ. Bây giờ ngồi yên chỗ được đâu, chú phải đi tới đi lui. Thôi chú đi nha. Đừng lại, đừng thẳng lên. Thẳng không được. Thẳng lên. Sao nãy nói thẳng không được? Lạnh là nó thẳng à. Kỳ vậy? Người ta lạnh là người ta quéo, sao ông lạnh ông thẳng được hay vậy? Chú cũng không biết. Nó với cái gì mà ông thẳng được vậy? Nó chĩa súng hay là... Cậu ơi, cậu chĩa giùm cho tôi thẳng luôn đi cậu. Trời, bà thẳng sao bà lố quá vậy? Vì gì em thích súng. Đừng ra. Ông, móc tiền ra đây. Cậu à, cậu còn trẻ, tại sao cậu không đi học cho đàng hoàng, trở thành người tốt? Đi ăn cướp có ngày vô tù khổ lắm. Cái gì? Ông định dạy đời tôi đó hả? Ông không phải là cha của tôi. Đừng có giáo dục tôi. Mệt quá à. Ô, chỉa đâu, chỉa anh chỗ thôi. Chỉa tùm luôn, biết súng nào là súng nào. Bộ tuổi ông còn có súng hả? Còn bà kia bà làm gì vậy? Sẵn dịp tập thể dục luôn, tập dịch chân kinh. Tập khỏe lắm, dịch chân kinh khỏe. Tôi bắn cho bà thần kinh luôn nha. Đứng lên. Đưa tiền ra đây. Dạ.
Hồi sáng đi nhà băng rút có 130 đô à. Sao có 130? Dạ, 100 này là để tính vụ gái vô motel. Trời ơi. Còn 30 này, sau khi đi motel xong, tôi tính đi ăn miếng thịt bò cho nó bồi bổ sức khỏe. Nói vậy là cái hàng này là hốt free hả? Bà vậy là tình cho không biếu không hả? Dạ không, nhiều khi bên đây thối ngược nữa. Trời. Cái tuổi này là bây giờ nó khao khát lắm. Được đấy. Dạ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dạ, tưởng cậu tiếp. Tiếp trọng viên đạn bây giờ. Dạ, đây. Đây. Cậu à, cậu còn trẻ mà, cướp mấy người ít tiền như tôi đâu có lợi đâu. Muốn cướp phải không? Tôi chỉ cho mấy người này giàu sang, cướp cái là vô mánh luôn. Đây nè, cướp những người mà ngồi hàng ghế VIP, tóc bới cao, make up lộng lẫy, đeo đồ trang sức sáng chói. Ngồi kế bên có bạn là chủ thẩm mỹ viện, cướp vậy mới là cướp. Bà Thúy, chủ trung tâm Thúy Nga, mày khùng hả? Cướp bả chắc cuốn sao có tao với mày. Thì thôi đi, cướp cái người này cũng sang lắm nè. Đó. So hot. Sao nãy bà nói lạnh? Nãy nói cái súng lạnh thôi, còn you là so hot. Đẹp trai quá. Trời sanh ra để đi ăn cướp hay sao? Cái mặt thần thái lắm. Biết ông trời ông cho hết trơn à. Cho vừa thứ, trời đất ơi. Cái mặt cầm cái súng thấy cưng không? Thôi quay thẳng mới dễ lấy hình nè. Trời ơi, nhìn mặt y như cái ông chăm bông vậy đó. Hả? Ông gì? Cái ông đóng vai chánh trong 007 á. Trời ơi, James Bond. À ai biết đâu, nhớ bánh mì chăm bông thịt trời ơi. Cái mặt đẹp máu ông trời đất ơi. Anh đẹp trai. Trời ơi. Em không có tiền. Bây giờ bà xưng em với tôi luôn. Bà ném vào em của má tôi đó gì ba. Sao biết tôi thứ ba? Có coi phim của ba Sài Gòn chưa? Rồi. Tôi của ba Vĩnh Long. Trời ơi. Có liên quan gì? Tưởng cùng quê. Quê tôi với Bến Tre. Bến Tre hả? Ừ. Bến Tre xuống Vĩnh Long có 1 tiếng đồng hồ hả? Trời đất ơi, đồng hương, ra mua vé về đi chung nha. Đi đây. Bà xạo xạo hoài nha. Không có. Nha. Không có. Có diễn nữa nha. Không có diễn. Không có tiền thiệt. Sao không có tiền? Móc ra đây. Không có nhiều thì cũng phải có ít. Có 13 đô hả? Gì mà có 13 đô? Muốn đi chơi với trai đâu có ai cầm tiền. Không tin hỏi mấy chị ở dưới đâu, đi chơi với trai để trai nó lo. Thiệt. Nhưng mà tại sao có 13 đô? Cầm theo 13 đô để mua thuốc ngừa thai. Uống không ngờ sợ cứng chữa. Tuổi của bà còn trứng để đẻ hả? Hên xui. Mà nó xui nhiều hơn hơn. Tôi không có giỡn với bà nha. Ông nói thiệt, có sáng nào cũng ăn hụt gạp la hai trứng đó nữa. Cầu cho nó có trứng. Cậu chỉ nào, cậu chỉ chỗ, cậu chỉ qua chỉ lại bắt tôi lé tội nghiệp. Không có giỡn gì nha. Không có giỡn, ai giỡn đâu nè. Trời đất ơi, cái tay cầm súng tới cưng quá cái thằng. Thiệt, cái cốt này cốt anh cướp hay sao á nha. Nó làm gì cũng được hết trơn đấy cưng. Không có đâu nè. Không thù. Không thù. Thằng nhỏ đấy cưng sao. Thầy, cái nách đèn cướp sức cái gì mà thơm quá vậy. Bà ngồi đó. Bà đó nha. Đừng có mơ ước. Tôi là tôi chỉ có cướp tiền, không có cướp sắc. Sao vậy? Vì tôi đã có sắc rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy uống rượu xỉn. Xỉn quá mày. Xỉn quá cường câu. Về thôi, có nhậu vẹt vậy quá. Về thôi. Nhậu à. Về xỉn quá. Lại. Tôi bắn liền bây giờ nha. Không có giỡn nữa hai ông bà nha. Nha. Nhất là bà đó nha. Bà diễn sâu lắm nha. Tôi rành bà lắm nha.
Nãy bà chạy chiếc Mercedes 2018 tới đây đúng không? Sao hay vậy? Tôi hửi được mùi ghế da mới. Ông chạy chiếc Corolla tới đây đúng không? Sao bà biết? Tôi hửi được mùi da móc. Ông chạy xe năm mấy vậy? 1983. Trời ơi, 1983 là Thúy Nga ta mới ra cuốn đầu tiên. Nay ta kỷ niệm 35 năm rồi mà ông chưa mua xe mới nữa cha. Vậy mới là classic. Là xe cũ hả? Ừ. Lạ hả? Để ra coi xe làm sao coi. Để ra tôi dẫn bà đi. Đừng lại. Nó nhớ dai quá vậy ta. Nhúc nhích một lần nữa là tôi bắn thiệt đó nha. Đừng có nhúc nhích nha ông. Đi là đi thôi, đừng có nhúc lại. Đi đâu? Chút nữa tặng cho cái hộp quẹt với 2 lít xăng. Chị... Ủa chi vậy? Đốt mẹ nó chiếc Corolla đi. Thời buổi này ai chạy Corolla đời 1983 ông nội? Cha nội này thiệt, chạy chiếc xe tàu lao. Ăn cướp nó còn chê nữa. Ba, đưa chìa khóa đây. Chị phá gì vậy? Chị phá nhà hay chị phá trái tim em? Bớt giỡn nha. Súng nha. Phá xe đó. Mới mua Mercedes 2018. Ngồi im. Không được nhúc nhích. Dạ. Nghe chưa? Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó lướt vô như Michael Jackson. Ổng mà còn sống chắc ổng buồn dữ lắm. Sao vậy? Nó lướt y như con đuông dừa. Xấu quá. Sao lẽ vậy? Ra liền đi. Vô. Ồ, mới đây hiện hồn hả Michael? Trả lại nè. Sao vậy? Sao ổng cướp xe tôi đi? Ra ngoài đó mới sực nhớ cảnh sát mới bắt hôm qua tịch thu bằng lái rồi. Ủa? Ủa? Sao sống có pháp luật cái vậy? Mình ở Mỹ mà. Lái xe là phải có bằng lái. Mình phải tôn trọng luật pháp. Ê gì? Ăn cướp mà có tôn trọng luật pháp. Đúng rồi. Ăn cướp là cái sở thích. Nói nghe nè. Lái xe thì cần phải có bằng lái, chứ lái máy bay không cần bằng đâu. Tôi không có muốn lái máy bay. Bà bớt diễn. Ăn cướp là mình phải bắn người. Bắn ai bây giờ? Bắn ai? Bắn ai? Ông bà mình có dạy. Kính lão đắc thọ. Vậy là nó, vậy là bắn người già. Ôi, 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 ôi. Bà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng con nít ở đâu ra vậy? Dạ em á, em mới sinh, mới con tháng tuổi bắn mấy con già này nè anh. Bà bớt có đóng hoạt hình nha. Ngồi yên tại chỗ nha. Thọ là đây rồi. Cái gì vậy? Tôi có ý kiến. Thời bây giờ mà nói kính lão đắc thọ là xưa rồi. Mình đang ở Mỹ thì phải sống theo kiểu Mỹ. Người Mỹ có câu Lady first. Số thơ You're right. Bắn em thiệt hả? You're right. Đúng. Ủa ổng đâu rồi con? Cha già mắc dịch rồi. Ủa đâu? Mới đây mà má. Mới đây đâu rồi? Ủa cái gì nè? Đây nè má. Ra đây. Ra đây. Ủa ra đây. Không ra được. Sao ra? Ướt quần rồi. Ra đây. Ướt quần cũng ra đây. Cậu ơi. Nói má rồi, má thấy không? Ba cái thứ tình cảm mà quen trên mạng này không thể nào mà tin được mà má không nghe lời con. Ủa, cái gì? Cái gì má con ở đây? Má thấy đi. Ai đây? Má thấy không? Trong cái lúc sống và cái lúc chết má mới thấy, mới lòi ra cái khuôn mặt chuột của ổng. Cái gì vậy? Tại con... sao là má con? Con trai của tôi nè. Tại nó không tin tôi, nó nói là tôi quen mấy người đàn ông trên mạng đó là không có chắc chắn. Ra tôi mới nói, mới ra thử ông á. Mà tôi nói anh nghe nè, tôi sai rồi. Sao sai? Nếu mà một người đàn ông lấy một người phụ nữ tuổi này là biết chắc tôi đã gãy đổ rồi. Mà đặc biệt những người single mom như tôi á, anh lấy anh chấp nhận.
trước tiên của người phụ nữ có con là anh phải thương con tôi. Anh phải thương con tôi mới lấy anh. Anh là một thằng hèn. Tôi sai. Má sai rồi con. You fail. Về má. Tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ra đây chờ Thu Na mà chẳng thấy bóng em ở đâu. Thu Na, anh đã chờ em một tháng rồi. Anh sẽ chờ em một tháng, một năm, một đời anh. Ủa, con, chú, con khỏe không? Trời ơi, này chú biết hỏi thăm người khác luôn ha. Con đừng có mỉa mai chú mà. Chú biết chú có lỗi. Má con sao rồi? Má con không có khỏe. Má con không khỏe hả? Sao vậy? Má con cả tháng nay ôm cái con thú nhồi bông xanh của chú tặng đó, khóc hoài. Chắc là nhớ chú phải không? Không. Ôm con thú nhồi bông nó thấy ghê quá sợ khóc. Sao bà không quăng đi? Tại má con thương chú. Chú biết, chú đã gọi điện thoại và nhắn tin cho má con rất nhiều lần mà không thấy hồi âm. Chú buồn lắm con ơi. Cả tháng nay chú muốn bệnh luôn. Con biết. Nhìn thấy chú hôm nay ốm nhom mà lòi hai cái lỗ tai ra luôn. Con biết chú thương má con nên con mới ra đây con kiếm cách giúp chú á. Nhưng mà má con bây giờ sao rồi? Má con giờ thì cũng yếu lắm hả? Yếu lắm. Đừng lo. Đây, con cầm cái này về đưa cho má con uống. Có cái gì vậy chú? Sugoi Fukadan. Đặc chế từ các loại nấm thiên nhiên của Nhật Bản. Có thể phòng chống ung thư, tai biến, đột tử, đột quỵ, cao huyết áp. Ồ, có hai dạng, dạng nước về nặng, dạng viêm. Rất dễ uống, đặc biệt chỉ có trung tâm Thúy Nga độc quyền phần phối. Trời, chú làm như quảng cáo vậy chú. Tao quảng cáo mà. Gì hả? Chắc chú vô được một khúc ha. Ừ, túc xúc chi, à. Nhớ chi cho hai má con thì con. Được rồi. Mọi con sẽ suy nghĩ cách làm sao giúp cho chú. Ê, đây, nghĩ vậy nói liền cho chú. Đây, cách nào, cách nào. Để con suy nghĩ cho. Cách nào, để mà gặp. Bây giờ để con, đừng có, để con suy nghĩ lại. Hả? Gì vậy? Con, bọn ăn cướp bạn con hay sao? Diễm nữa hả? Đâu có. Sao? Chú ơi, thần thái này là cướp thiệt đó chú. Vậy? Dạ. Ê, trời ơi, đừng đánh đó, đừng đánh đó. Dạ, dạ, tiền đây. Dạ. Dạ tiền đây, dạ 130 đô. À, chú cũng còn giữ 130 đô. Có ý định đi motel với má con hả? Đúng rồi con. Đi đây. Dạ, ôi, điện thoại em, anh cướp đẹp trai ơi. Điện thoại này của má em tặng lúc lễ tốt nghiệp, anh đừng có cướp. Đừng lấy điện thoại của nó, lấy điện thoại của tôi nè. Trời ơi, cậu ơi, điện thoại của tôi tải nhiều game lắm. Em mốt cậu vô tù có thể chơi giải trí mà. Giỡn mặt ông hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa? Sao tàu đá nó có một cái mà nó lăn dữ vậy? Chắc muốn kiếm tiền thêm bảo hiểm á. Chú ơi chú, nó nghe này chú. Chú làm mà chú đánh tên cướp dữ vậy chú. Nó bất tỉnh luôn rồi chú. Nếu mà nó mà chết là chú ở tù á. À đúng rồi. Thôi bây giờ mày gọi 911. 911 đi, chú sẽ hô hấp nhân tạo đó. Đi đi. Thu Na. Tại sao là Thu Na? Trời ơi, I kill my baby. My God.
giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề. Ta xa nhau muôn dặm dài nhưng có nhau kề, dài bên dài sát cánh gian nguy vẫn không rời. Nín đi anh chị. Trời ơi, anh chị tưởng mình là Thanh Sang Thanh Nga hả trời? Ông bà là ném về Thanh Xà Mạch Xà. Đứng lên. Gì vậy? Trời, chú. Má. Gì? Chuyên môn làm lố. Diễn thiệt là sâu luôn. Con biết là má có vỏ nhưng mà má làm nó quay vòng vậy rồi chú sợ rồi sao? Ủa, chuyện này là sao? Tại sao má con lại là dễ ăn cướp? Này là kịch bản của má con đó, muốn thử lòng chú nữa đó. Gia đình của con bộ quen Duy Nguyễn Ngọc Ngạn sao mà viết nhiều kịch vậy? Phải, ý là má con muốn thử chú là thật sự là một tháng nay má con muốn nói là coi như giờ nếu mà thử chú, nếu mà chú mà thương con, thương con một là sẽ thương má con 10. Nói nghe nè, tôi biết ông chờ tôi đây 1 tháng chứ, tôi ra vô tôi thấy hoài á, tôi về tôi coi tiểu sử của ông rồi, ông là người tốt, không phải người xấu. Bây giờ tôi với ông già rồi, ráp lại làm bạn. Tôi thử ông một lần nữa coi có thương con trai tôi không. Ông thương nó thì tim tôi cũng sẽ để đây. Rồi là tim sao? Con cũng để đây. Ồ, nói vậy là chú có vợ mà vừa có con nữa. Hay quá. We are family. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabby. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha, nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi già thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe, nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vang, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten tròn. À mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi,
Bà thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục 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 cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa á. Trời đưa cái áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm à. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ à, không mấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Cái, à, ủa? Tưởng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi thích nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao mình nên tụi con mà sao. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được. Thế là mình ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe. Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hậu ẩn trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ vậy con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên đi bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Có nãy Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Thoảng thoảng á,
đó. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. À, à, đâu, đâu. Dạ thôi, dạ thôi, dạ 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 con cảm ơn cậu, con đi liền, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ ơi? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới xăm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Hôm nay doctor nói làm sao tin dạ. không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó, bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết. Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu cầu cầu tiêu. Cầu tiêu tan bệnh tật. À dạ cầu tiêu tan. Thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Dạ yeah. Thôi bây giờ sao? Tới thì cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Dạ yeah. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói. Đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không 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 không. Thầy hiểu lộn rồi. Dạ con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy. Cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. sợi chỉ tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ, thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi, cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. đi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kêu. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly. Chứ không phải tên Kiều. Không phải, không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng. Trời bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Tại ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai hiểu không? Bây giờ nè. Không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do của ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu Tơ cũng coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây 40 năm về trước. 40 năm về trước. Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì?
bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay. Này tay nắm tay. Khoan anh, vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều em dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai đưa mới em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây ngồi đi đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kia kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không hái gì trơn chuỗi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bút ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi hơi đâu mà bác mà hái bông phượng rồi. Ôi, em làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì? Bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen. Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cạo gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ổng muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ôi lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn, tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Ừ? Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cú quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe, chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. À, mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng.
Sao vậy? Anh uống đi. Em, ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy, anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống vậy? Có gì không? Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em hay nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà. Nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi, má đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi, trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời sẽ Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi. Cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh đi trầy chút thôi, không sao đâu đó. Sức dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra, bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời, đi cho nên bây giờ mới tin Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa, tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó, em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà... Trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao nó lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Dạ. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ, trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Yeah. Uống đi. Bây giờ, nãy uống, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói vậy cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Vâng.
Kiều, em có bị sao không vậy? Ôi, em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nó nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh à. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Ờ, được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Hả? Mà bây giờ uống xong rồi ăn ha. Tôi phục vụ đồ ăn luôn. Rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Hoặc anh nói chữ phở, nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái văn mà tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng pha nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách hết phở rồi. Cái gì để vậy? Sao anh chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. À. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc vậy. Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt. Ờ vậy hả thầy? Trời ơi ngọt thiệt thầy. Ngọt nè không? Trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ta nghe. Trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Ừ. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đạo cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay quay lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kia. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hễ có ai giật điện thoại bà.
Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi có ai về điện thoại không? Có ai rảnh giật điện thoại bả giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ơi, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối. Bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, tự vậy? Nhiên giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt duyên âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hải dương dương của cậu đó. Cái gì vậy? Giật điện thoại đi. Không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi? Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao? Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi, anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cậu bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em vượt dặn dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh về đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh Tịnh. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như hồi dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh. Nha, anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh phải uống cả bụng thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống 2-3 bụng thuốc luôn anh. Nhưng ơi, tại tôi, tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ, nói lợ, không nói lợ. Không thể được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi. Đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí, xấu xa, mày đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng. Ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả cho anh chứ không phải thay lòng đổi dạ.
Dễ thương quá. Thiệt khác kia. Nói nó nghe nè, vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh, đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.